Rồi, xin giao lưu anh em một kho dúi dáng bay nha. Cây này có hai chi thân tử dưới gốc rất đẹp nha anh em. Một kho dúi dáng bay phơm bay rất đẹp nha. Chi chốt đóng rất đều. Tổng quanh 170 đo cục chính đi. Đo cục chính. Tổng quanh hai thân tử luôn là 170 nha anh em. 80. Quanh thân lớn 80. Cao. Cây đế chảy rất là mạnh nha anh em. Một pho dúi phơm bay rất là hay. 24. Chiều cao tổng thể là 2m4. Được đâu, được đâu, dễ được đâu. Bay ra thì nó rơi vào cũng mét mấy. Hả? Không. Từ cái chỗ điểm này nè, đo hết lên tới cái đọt bay là 1m6. Cao 2m4. Hoành tổng 170. Và thân chính là 80 nha anh em. Phơm dáng bay nha. Cây này trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm 2,5 kg nha anh em. Trọng lượng này khoảng 2,5 kg. Cây ta kéo lên cho khỏi bực là được rồi. Dốt ngọn luôn nè. Cây dốt. Rất đẹp nha anh em. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu. Chào anh em.